lực của chị Hiền. Sân khấu của chúng con sẽ ở dưới này. Sau này chúng con bước phong rất đẹp và sân khấu của chúng con dưới này. Dạ vâng ạ. Kính thưa quý cha và quý vị, thường thì mỗi lần đầu chú thế có sự việc thì thường có văn nghệ của tối. Sau đây thì để góp vui vào chương trình văn nghệ của buổi tiệc hôm nay, anh em truyền thống chúng con xin gửi tới quý cha cùng quý vị anh em một bài hát được mang tên là Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình. Xin kính mời tất cả các anh truyền thống, anh em truyền thống chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Chúng ta hát văn nghệ của tối. Chúng con xin hát bài Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình của nhạc sĩ Pasco. Và túi của chúng con là những tờ giấy này là túi đấy, chúng con bỏ trong túi có bóng và đưa ra đây ạ, bỏ túi ạ. Dạ vâng. Thank you.